Thì Dũng Mobile xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Dũng Mobile sẽ hướng dẫn cho các bạn thay mặt kính cảm ứng iPad 3. Trên tay của mình đang cầm là một máy iPad 3 bị bẻ mặt kính cảm ứng. Máy iPad 3 này bị bẻ mặt kính cảm ứng khá nặng. Bây giờ chúng ta tiến hành nhé. Vì cảm ứng của iPad được cố định với một lớp keo rất cứng, cho nên chúng ta cần phải dùng máy sấy sấy cho nóng để lớp keo này mềm ra thì chúng ta mới có thể tháo cảm ứng bể này ra được. Các bạn nhìn từng bước mình làm nhé. Vì socket cảm ứng nằm phía dưới màn hình nên các bạn cần phải tháo màn hình ra. Các bạn vặn 4 con ốc cố định màn hình. Các bạn tháo socket màn hình và tháo màn hình ra khỏi bộ mặt. Tháo luôn socket mặt kính cảm ứng và tháo cảm ứng ra khỏi bao mặt. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tháo cảm ứng bị bẻ ra rồi. Bây giờ chúng ta vệ sinh sạch sẽ phần sườn máy và cố định lại một lớp keo để giữ cảm ứng. Cái thử nghiệm của mình là loại keo 3M. Bây giờ chúng ta bắt đầu gắn cảm ứng mới vào. Gắn socket cảm ứng vào. Gắn socket màn hình vào vị trí cũ của nó. Vặn ốc cố định màn hình lại.
máy kính cảm ứng và canh thạch chuẩn. Mở nguồn máy lên. Tết cảm ơn. Cảm ơn rất chuẩn các bạn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc thay thế cảm ứng iPad 3. Dũng và chúc các bạn thành công.